Chào buổi sáng. Đồ khốn nạn, sao anh dám làm vậy với tôi? Đồ thô bỉ, đồ xấu xa, tôi đánh anh chết nè. Đồ thô bỉ, đồ xấu xa, tôi đánh anh chết nè. Dừng lại. Đánh ngay. Trời ơi anh. Tôi nói cho cô biết. Thơm quá à. Về rồi hả? Ừ. Lại đây xem nè, cực kỳ hấp dẫn luôn. Ngon không? Hấp dẫn quá à, chắc là ngon lắm á hả? Tất cả đã sẵn sàng xong xuôi, chỉ chờ Trúc tắm xong thôi là ăn đó. Vậy thì đi ra ngoài đi, để tôi đi tắm đó. Ừ. Thơm quá. Ủa, sao lại để chai nước ở đây vậy trời? Chuyện gì vậy? Trời, chú uống rượu hả? Chết rồi làm sao giờ, tôi không biết làm sao đó. Cứ bình tĩnh coi sao. Sao mà bình tĩnh được, tôi uống gần hết nửa chai rượu luôn á. Trúc đừng có rối lên như vậy. Phải để yên tôi mới tìm cách giải quyết được chứ. Giờ anh suy nghĩ lẹ lên đi, tôi sắp xỉn rồi, rượu thấm cho người tôi rồi nè. Tôi nghĩ vô đây chỉ khoảng 2 ly thôi, không có xỉn đâu. Không phải ai uống rượu giờ cũng xỉn đâu, còn tùy vào tửu lượng của từng người nữa. Có người hả, nửa ly đã xỉn, mà có người cả lít mới xỉn. Mà Trúc có thấy rượu bốc lên nóng mặt không? Nóng không? Không. Vậy là Trúc thuộc trường hợp thứ hai rồi, phải cả lít mới xỉn á. Thì cũng đó. Yên tâm, mấy vụ bia rượu là tôi rành hơn Trúc mà, đúng không? Thôi, đi tắm đi rồi tôi dọn cơm ra ăn. Chắc anh nói đúng á. Hồi nãy uống vô hả, cổ họng với họng tôi nóng rang lên. Giờ trở lại bình thường rồi. Vậy là tửu lượng của Trúc cũng khá chứ bộ. Phải uống nhiều mới xỉn. Ê, mà cái kiểu này hả, tôi với Trúc mà thi uống rượu, tôi thua là cái chắc rồi. Đi nghe sao mà thi uống rượu. Thôi đi ra ngoài đi, tôi còn đi tắm nữa. Ừ. Chắc anh ta nói đúng á. Bây giờ người mình trở lại bình thường như lúc trước khi chưa uống rượu rồi. Ghê quá. hấp dẫn nha hả. Em nè. Ngon quá à. Ngon đúng không? Lại thơm nữa. Tôi nghĩ anh có tiền á, nên đi học đầu bếp nhà hàng đi. Cảm ơn. Mà ngon thiệt á. Trúc khen đúng á. Tôi quả là có năng khiếu nấu ăn á. Nhìn sách mà nấu được liền mới hay chứ. Ủa, mà Trúc vẫn thấy trong người bình thường tỉnh táo hả? Không có cảm giác lâng lâng chứ? Ừ, thấy bình thường à. Vậy là yên tâm rồi. Cứ mỗi tháng lãnh lương là tôi sẽ làm món này. Chịu không? Ừ, quyết định vậy đi. Ok liền. Trời ơi. Trúc đang cười gì vậy? Hôm nay tôi vui quá. Mà anh dễ thương thiệt á. Thì hôm nay anh nấu cho tôi ăn một món ngon dễ sợ luôn. Yêu cái gì? Ừ.
đã bao giờ tôi khen anh là anh đẹp trai chưa? Nhưng mà anh đẹp trai thiệt chứ bộ. Da anh trắng nè, môi anh hồng, môi anh hồng, răng cũng đều nữa. Nhưng mà nó quá, anh mà đô con mập hơn tí nữa là tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói anh không có nghĩ là tôi mê anh đó nha. Tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi đẹp trai hơn anh nhiều. Hơn anh nhiều. Thôi, Trúc để chén dĩa tôi rửa cho. Vô phòng nghỉ đi. Anh lừa tôi à? Anh nấu ăn ngon thiệt á, nhưng mà anh rửa chén dùng về thấy bà luôn à. Sao mà rửa được? Để tôi rửa cho. Anh ngồi yên đó, ông được đụng đến chén dĩa của tôi à? Không có đụng, không đụng, không đụng mà nhỉ. Đụng vô là để hết. Trúc còn mấy thứ sáo nữa hả? Tôi nhiều tài lẻ lắm, tại anh không biết thôi. Mệt rồi, vô phòng nghỉ đi. Trời ơi, Trúc mệt rồi, vô phòng anh nghỉ đi. Anh nó ra coi. Ôi bẻ nữa nè. Trời ơi. Trời ơi, khùng thiệt rồi. Coi chừng đó. Trúc mệt rồi, vô phòng nghỉ đi. Tôi không mệt mà sao có nói tôi mệt hoài á. Tôi đang khỏe với lại tôi vui lắm. Tôi vui. Trúc mệt thiệt rồi, vô phòng nghỉ đi. Đi, đi vô nghỉ. Tôi không có mệt mà. Anh về tôi phòng. Đừng hòng mà về được tôi nha. Tôi có bồ đó. Nhưng mà nhà này nhà của tôi mà. Sao anh ở nhà tôi vậy? Anh đi về đi. Đi về đi, đừng có ở nhà tôi không cho anh ở nhà tôi nữa đâu. Đi về đi, đi về giùm tôi. Đi về đi, đi. Trúc xỉn rồi đi. Vô phòng nghỉ đi. Anh nói lên tên cái gì á? Cả đời tôi đâu có một giọt bia rượu nào đâu. Đâu có đâu. Anh đến vô ăn cho tôi hả? Anh là kẻ xấu hả? Anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Không mà tôi biết mình công an tôi nhát anh bây giờ. Trúc à, Trúc xỉn thật rồi mà. Trúc xỉn thật rồi đó. Nói bậy bạ gì vậy? Anh xỉn thì có. Anh đi về đi. Ba mẹ anh đang chờ ăn đang cơm ở nhà đó. Chừng nào mà gặp họ cho tôi gửi lời hỏi thăm à. Chúc họ một buổi tối vui vẻ nha. Trúc xỉn rồi, vô nghỉ đi. Bây giờ đi về đi, bữa khác ghé chơi. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ rồi. Trúc, Trúc xỉn rồi đó. Ngủ.